Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã về dự và chung vui với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư Bình Kỳ 2B, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Trong năm qua, người dân tại khu dân cư Bình Kỳ 2B đã phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, tích cực hưởng ứng đồng hành cùng các phong trào của địa phương, nhất là phong trào phòng chống dịch COVID-19. Khu dân cư đã vận động được 73 xuất quà với số tiền 26 triệu đồng, hưởng ứng thư kêu gọi san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo cũng được quan tâm, vận động 31 chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho lao động, vận động quỹ vì người nghèo thực hiện tốt công tác khuyến học. Đánh giá cao những thành tích của khu dân cư Bình Kỳ 2B trong thời gian qua trên các mặt hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò của việc phát huy tinh thần đoàn kết tại khu dân cư, góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết chung của dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn trong thời gian đến, khu dân cư Bình Kỳ 2B tiếp tục đồng thuận xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các chủ trương của thành phố, nhất là trong công tác phòng chống dịch. Dịp này, các cá nhân tập thể tiêu biểu tham gia phong trào thi đua đã được tuyên dương khen thưởng. Mặt trận địa phương cũng trao các suất quà cho trưởng ban công tác mặt trận có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hộ nghèo, gia đình khó khăn.